Liên quan đến dự án nạo vét kênh Bến Đình tại thành phố Vũng Tàu, trên báo Người Cao Tuổi có bài phản ánh chính hộ dân có đất trong vùng dự án tại phường Thắng Nhất, nhưng Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu không ban hành quyết định thu hồi phương án bồi thường khi tiến hành thu hồi đất. Ủy ban Nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với các phòng ban chức năng và sáng nay 17 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cũng có buổi tiếp và đối thoại với chính hộ dân thuộc phường Thắng Nhất. Tham dự buổi đối thoại có các cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân phường Thắng Nhất. Dự án nạo vét kênh Bến Đình triển khai trên diện tích 225.000 m² nhằm xử lý căn cơ tình trạng ô nhiễm kênh Bến Đình, tạo cảnh quan cho khu vực. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 12/2019 về đầu tư dự án nạo vét kênh Bến Đình từ tháng 3/2022. Đến nay, có 9 hộ dân nuôi hào thuộc phường Thắng Nhất trong khu vực dự án chưa bàn giao mặt nước, khiến dự án chậm tiến độ. Việc mà chúng ta không bàn giao mặt bằng này làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý nhà nước của chính quyền. Cái thứ hai, đơn vị thi công thiết bị máy móc tập trung nhân lực về đấy treo hết không làm được. Ảnh hưởng đến kinh tế của nhà nước, ngân sách của nhà nước không đảm bảo tiến độ đưa ra. Mà nó không ảnh hưởng đến tiến độ của dự án này là các dự án khác cũng không thực hiện được. Các cơ quan chức năng của thành phố Vũng Tàu đã tiến hành khảo sát thực địa, rà soát các thủ tục có liên quan sau khi nhận được kiến nghị của 9 hộ dân. Kết quả rà soát cho thấy, phần đất của 9 hộ dân nuôi hầu là đất do nhà nước quản lý, không đủ điều kiện bồi thường theo quy định của luật đất đai. Vì vậy, khi triển khai dự án, ngày 5 tháng 5 2021, Ủy ban Nhân dân phường Thắng Nhất đã ban hành thông báo bàn giao thực địa, chứ không ban hành quyết định thu hồi đất. Đến ngày 16 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân phường Thắng Nhất tiếp tục ban hành thông báo thời gian tổ chức bảo vệ thi công đến các hộ cá nhân có liên quan, trong đó ghi rõ thời gian di dời. Việc bồi thường tài sản trên mặt nước cũng không thực hiện do không đủ điều kiện bồi thường theo quy định. Hiện nay mà quy định thì đây là đất nhà nước quản lý và các hộ dân là vào sử dụng mà không có giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng của mình thì thuộc trường hợp là lấn chiếm theo quy định của luật đất đai, cũng như là nghị định hiện nay là quy định theo nghị định 91 của chính phủ. Thì quy định hiện nay thì các trường hợp của hộ dân mà buộc phải tự tháo dỡ vì chính sách hỗ trợ thì hiện nay là chưa có quy định trong luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tại buổi đối thoại với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, sau khi nghe các phòng ban chức năng giải thích các quy định áp dụng đối với dự án này, chính hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, đề nghị được hỗ trợ tạo việc làm, ổn định cuộc sống, hỗ trợ chi phí tháo dỡ công trình. Các lãnh đạo, các cấp, các ngành trong xem xét để hỗ trợ cho dân chúng tôi để có cái công việc khác. Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu chia sẻ những khó khăn với các hộ dân và nhấn mạnh, các hộ dân sử dụng diện tích mặt nước do nhà nước quản lý nên không có cơ sở bồi thường hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu và Ủy ban Nhân dân phường Thắng Nhất cũng đã thông báo cho người dân biết lộ trình di dời.